Thật bất ngờ, giàu như Đoàn Di Băng nhưng cũng từng phải xin cho con vào khu nhà giàu chụp ảnh. Đoàn Di Băng được biết đến nhiều bởi sự giàu có, thường xuyên khoe nhà đẹp siêu xe, thậm chí là đập hộp kim cương khiến dân tình trầm trồ. Mọi người có thấy chưa? 8 tỷ đó mọi người. Đó. Bảo vệ đứng trước nhà Băng, bảo vệ cái đống này nó 10 mấy tỷ, bảo vệ đứng nghẹt nhà. Nhưng cô nàng bất ngờ tâm sự về việc 5 năm trước mình đã phải xin bảo vệ cho con gái vào một khu nhà giàu chụp ảnh. Và giờ nơi ấy lại là địa điểm mà hai vợ chồng cô bỏ tiền ra mua hẳn căn biệt thự với diện tích lớn khiến dân tình ngạc nhiên. Trên trang cá nhân, nữ doanh nhân tâm sự. Lúc này là năm 2016, ba mẹ dắt Hana đi chụp mừng sinh nhật 3 tuổi của con trong khu biệt thự ở quận 7. Vì khu này rất khó vào, phải nhờ vả đủ người, bảo vệ mới mở cổng cho vào khu hồ bơi, chụp vội vài tấm thì bị mời ra. Lúc đó trong đầu buồn lắm và nghĩ sao người ta giàu thế, khu này sang trọng quá, biết đời nào mình với tới. Và bây giờ sau gần 5 năm, mình không chỉ mua được mà còn là căn có diện tích to thứ hai trong khu này, tha hồ cho các con chụp mà không lo bị mời ra nữa nhé. Hana là con gái đầu lòng của vợ chồng Đoàn Di Băng. Hana chào đời khi ba mẹ còn khó khăn, kinh tế không tốt như bây giờ. Cô từng tâm sự, thời điểm ấy, hai vợ chồng đi làm thường xuyên, không quan tâm kỹ đến bữa ăn của bé như thế nào. Hiện tại khi Hana lớn cũng là lúc ba mẹ thành công hơn trong công việc. Nơi từng phải khó khăn để bước vào, thì nay Đoàn Di Băng chi gần 200 tỷ để mua biệt thự tại khu vực này. Chẳng những thế, cô còn khiến mọi người trầm trồ khi quyết định đập toàn bộ để xây lại không gian mới hoàn toàn, đẳng cấp và xa hoa hơn. Cụ thể, chi phí chỉ riêng cho khâu thiết kế biệt thự cũng đã hơn mức 7 tỷ đồng. Đây là con số khiến nhiều người choáng ngợp, bởi lẽ với số tiền ấy, mọi người có thể tậu hẳn căn chung cư cao cấp, hạng sang nhất thành phố. Được biết, nữ ca sĩ cho rằng hai bên hứa hẹn sẽ tạo nên một căn biệt thự mà sau này dù cô có đi nghỉ dưỡng ở một khách sạn 5 sao bậc nhất ở các nước, cũng cảm thấy không gian mình sống hiện tại chẳng kém cạnh. Chưa dừng lại ở đó, bà mẹ ba con còn khẳng định thêm rằng mình sẽ bỏ 6 triệu đô cho không gian sống mới này vì đó là số đẹp. Mức chi phí tối thiểu đưa ra cho công trình bên Băng là 3 triệu đô, nhưng Băng không đồng ý. Con số tối thiểu Băng mong muốn là 6 triệu đô vì nó là số đẹp, vậy thôi. Nhưng con số tổng kết sau cùng vẫn là một ẩn số. Quy đổi 6 triệu đô ra tiền Việt Nam nằm ở khoảng gần 140 tỷ đồng. Con gái đầu của nữ ca sĩ cũng từng gặp nhiều lời bàn tán không hay. Tuy nhiên, cô dặn dỗ con gái không nên buồn hay giận và cả ba mẹ cũng chẳng phản ứng gì gay gắt nếu như nghe những lời nhận xét ấy. Bởi lẽ, con gái là thiên thần trong mắt phụ huynh là đủ. Để có được thành quả như hiện tại, vợ chồng của người đẹp đã nỗ lực không ngừng. Trước đây, ông xã cô cũng từng mỗi ngày lái xe máy đi mua hàng hóa, bán quán ăn, tự chuẩn bị mọi thứ để tiết kiệm chi phí. Hai vợ chồng vừa tích góp, vừa cố gắng phát triển công việc mới có thể thay đổi từ căn nhà thuê ở quận 7 đến nay là biệt thự hoành tráng. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!